Chào cả nhà, hôm nay mình giới thiệu với cả nhà là video số 28 nha cả nhà. Video hôm nay gồm có 14 máy công ha. Giá bán trong video được bao ship nha cả nhà. Cả nhà nhận kiểm tra và thanh toán. Và đầu tiên mình giới thiệu máy số 1 ha. Máy số 1 là mình có con máy ngang. Con này là con máy con này mình câu bè cũng được, câu vít cũng được nha cả nhà. Là máy gọn ha, làm trong lòng bàn tay vậy thôi. Làm cước. Con này là cái hiệu Rocat của hãng nào mình không biết ha. Mà con này là máy in China nha cả nhà. Mình quay rất là nhẹ ha. Toàn thân kim loại ha, cái kim loại nguyên khối vậy, làm cước rất là nhẹ luôn, đang hoạt động đầy đủ như thế nha. Rồi, con này là mã số 1 ha. Đặng là 250 gram ha, giá 300.000 bao ship nha cả nhà. Máy số 2 cũng là một con bè con vít vậy đó ha. Con này cũng là của Makachina, con này rất là đẹp luôn. Con này còn rất là đẹp ha, xài hai bạc đạn. Số đây này, cái này cũng rất là nhẹ nhàng luôn các nha. Con này máy bàn tay dễ dễ hình dung nha. Con này còn rất là mới nha. Con này mã số 2, nặng 300 gram, giá là 350 bao ship nha cả nhà. Con này rất là mới nha. Này con mã số 3 con Ryobi ha. Con này cũng vậy, con này cũng rất là mới luôn, không có chạy xước không gì nha. Đây thông số dây. Cái nhà xem thông số dây giùm mình nha. Nó không có chạy xước không gì ha. Còn rất là đẹp luôn. Hoạt động rất là nhẹ nha. Con này rất là mới ha, hàng mới in Japan nha. Con này là con số 3, nặng 280 gram, giá 350 bao ship nha cả nhà. Số 4 có con Shimano Titanos Super 1000. Con này cái mặt con này gạt bông ha, bên đây nó nhôm. Con này thì hoạt động được khỏi chê luôn, nhẹ tay à. Dây của nó là dây số 6 với đường 150m nha cả nhà. Hoạt động cực nhẹ luôn á. Như thế à. Đây.
Đây là con hàng da băng nhé. Con này mã số 4, nặng 340 gram, giá 400.000 bao ship nha cả nhà. Này hoạt động rất là nhẹ luôn. Mã số 5 là có còn này cái hiệu gì đây nè, Ricky mà ru, con này là hàng Mắc in China cả nhà. Con này thì không có cái gạt cước lùa cước ha. Đây, con này thì hoạt động rất là nhẹ. Nhẹ mà mới. Mà cái con này thì nó lại không có gạt còn xả cước mà. Phải lóng lại bàn tay nha. Chứ quay nó không có nhảy nha. Nè, quay nó không có nhảy nha, đóng lên lại. Thì con này là mã số 5, nặng 500 gram, giá con này là 280.000 nha cả nhà, bao ship nha. Con này thì máy nó bự đó, máy cái này nặng hơn 500 gram. Con số 6 là một con Shimano hàng ở Japan ha. Con này thì thân hay kim loại mà miếng bên đây nó bằng nhựa, bằng carbon gì đó nha. Nhựa đó giống carbon đâu. Nhựa. Có là có carbon ha. Size con này nó khoảng 4.500 5.000 gì đó nha cả nhà. Đây. Lưỡi gà, nguyên sống lưỡi gà đầy đủ ha. Căn cước đã sứ. Cước nhẹ. Đây. Cái cước đá sứ nha cả nhà. Đổi tay trái phải bình thường ha. 2 triệu. Xe quay còn đẹp ha. Đây. Con này thì size nó khoảng chừng 4.500 5.000 gì đó nha nha. Đó là cái phải bình thường ha. Tay quay xếp thì dạng đây. Đó, dạng đây xếp tay quay. Đây con này là mã số 6. Số 6 nặng 320 gram, giá 350 bao ship nha cả nhà. Số 7 có một con Olympic Zebra. Con này là size 6.000 cả nhà, 6.000 mà nó gọn lắm. Con này nặng 400 gram ha. Ratio nó là 3.8. Đây, chú số 6 cái được 150m, số 5 vô được 175 nha cả nhà. Con này cũng còn khá là đẹp ha. Đây, tôi quay. Tay đổi trái phải bình thường nha cả nhà. Xe 6.000 mà nó gọn ghê. Rất nhẹ. Nguyên sống đi ra đầy đủ ha. Răng cước đá sứ. Nhà thông cảm nha, nhà sát bên đường
quốc lộ, xe nó chạy ầm 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 cả ngày những đêm. Đây là con số 7 nha cả nhà. Số 7 nặng 400 g. Nặng 400 g, giá 400.000 bao ship luôn nha cả nhà. Xài 6.000 ha. Đây, mã số 8. Mã số 8 có con đây qua Westlife ST1. Con này có radio 3.8 nha cả nhà, toàn thân kim loại hết ha, đổi tay trái phải bình thường. Quay rất là nhẹ luôn, chốt chặn 2 triệu. Tay xếp là dặn này hay nha, đó, dặn về xếp thôi. Lần cước mình sống đi ra đầy đủ ha. Con này có size nó 7.000 nha cả nhà. Đây, cước số 7 vô được 150 m ha. Bắt đầu nó nhẹ nhàng, hình thức thì còn tương đối nha cả nhà. Con này là mã số 8, nặng 500 g, giá 450 bao ship nha cả nhà. Mã số 9 nha. Mã số 9 có con đai qua Regen Z 2500T, con này là size 3.000 nha cả nhà. Đây sẽ 3.000 nhé. Cái số 3 cho được 150 m. Số 4 cho được 100. Số 2 được 200. Thì con này hình thức nó còn tương đối nha cả nhà. Nó chạy sướt vậy ha. Đây, con này chạy là 3 bạc đạn, 4 bạc đạn. Con này sẽ 4 bạc đạn ha. Em mới ra băng. Đổi tay trái phải bình thường. Hoạt động thì êm mượt nha cả nhà. Đăng cước nó tin. Mình sống đi ra đầy đủ nha. Thứ có chạy sướt nhẹ nhẹ, đây dấu nha. Đây là mã số 9, nặng 320 g, giá 450 bao ship nha cả nhà. Mã số 10. Mã số 10 những con Ryobi, con này có nông, có nông mua bên sống nha cả nhà. Ở đây là phải có chép tay phải rồi ha, tay tay dặn ra. Thân máy tay quay là kim loại ha, có là có carbon. Con này là mua bên bên sống. Con này cước nó số 4 là được 170 m nha cả nhà.
Một cái máy sẽ tương đương một cái máy 7-8 ngàn, 8-9 ngàn thường đó. Nó còn rất là đẹp nữa. Trầy xước dưới cái bụng máy này. Để quay. Quay rất là nhẹ luôn. Con này có cốt trợ lực nha cả nhà. Cốt trợ lực chạy ba lửa. Công lục này. Hình thức nó còn rất là đẹp ha. Review Pro cây 7. Con này xài 2 bạc đạn. Có radio là 4 chấm. Thức ăn cả nhà. Máy in ra băng. Con này là máy số 10, nặng 640 gram, giá 700 ngàn, bao ship cả nhà. Đến mà số 11. 11 là con Ultega, con này là Ultega 5000. Ultega 5000 đây. Thông số cước của nó. Cước số 500 m, số 630 m cả nhà. Thì con này thì nó rất còn rất là khá là đẹp luôn á. Không chạy không xước gì hết. Thì khá là đẹp. Nhớ đời này con này là còn khá là đẹp nha cả nhà. Nếu so với cái đời này ha. Có nguồn sống đi dài đủ. Có rất là đẹp. Đây thì nó có dấu ố của muối nè. Nhưng mà cái này để láng o nha cả nhà, nó không có sần sùi không gì ha. Nó láng luôn á, nó láng nó chỉ giống như là cái chỗ này nó ố cái màu nó màu đen ra. Chứ không phải là bị ăn rổ hay gì nữa nha. Hình thức còn khá là đẹp luôn. Con này là hàng ra băng đây cả nhà. Giờ ra băng ha. Hoạt động thì êm rung. ABS đầy đủ, đổi tay trái phải bình thường. Con này là con 11, nặng 500 gram, giá bán là 1,7 triệu bao ship nha cả nhà. Má khá đẹp luôn. Cái này câu ngâm câu lục câu gì được hết trơn. Xe 5 ngàn nó bự, nó cũng lớn nhưng một bằng một cái máy 6 ngàn. Con 12
12 là có con Daiwa Exceller 3500H này cả nhà. 3500H, con này là hàng made in China xuất Nhật ha. Đây. Con máy này thì gần như mới tinh, không trầy, không xước, không gì nha cả nhà. Đây ha. Đây, nước mạ rơm còn mới tinh, không trầy, không xước, không gì hết. Đổi tay trái phải bình thường. Đó, công nghệ mặt siêu rồi, nghệ aerothor gì đầy đủ nữa. Mặt siêu rồi quýnh mặn vô tư. Đó, gần như mới tinh ha. Trong máy còn như con dây BE mới luôn nha cả nhà, đầy máy luôn ha. Thì con này là size 3500. 3500 của dây qua con này thì nó tương đương với một con máy 5000 của Shimano nha cả nhà. Đây, cước số 5. Cước số 5 là cước 0.37 vô được 150m thôi nha. Con này thì gần như mới tinh, không có chạy xước không gì hết. Đó, bình thường thì những cái dòng máy nó sẽ chạy ở đây. Con này nó không chạy không gì hết. Hoạt động thì em ru mượt mà. Dòng hát là dòng tua cao rồi nha cả nhà. Đây, con này là mã 12, nặng 400g, giá 2.1 triệu, bao ship nha cả nhà. Tiếp đến là mã 13. Giới thiệu cả nhà con Twin Power ha. Twin Power 6000. Đây cứ 6 150m cả nhà. Con này thì cái đời nó thì nó xưa đời này đời 99 tới 201 202 nha cả nhà. 201 con này đời này, mà con này nó còn rất là đẹp luôn. Chỉ có chạy nhầm nhầm chỗ này xíu à. Một tẹo chỗ này thôi nha cả nhà. Chỗ này là bắt đầu nó sơn nó nổ lên cái gì á. Chạy một tẹo này thôi, còn bụng máy rồi này, bụng máy này rất là đẹp ha. Cạnh máy cạnh là đây đó, không cày không gì hết. Cước sống lưỡi gà đầy đủ nha cả nhà. Con này đổi tay trái phải bình thường ha. Nhà mở con vít này ra nè, lấy cái nắp này ra, xong dặn cái tay này rồi ghim qua đây lại. Giờ vậy thôi, thấy đâu có gì đâu. Tay qua dặn răng ha. Đó, dặn ra. Mở hai cái con này nè, đem miếng này qua đây, đem miếng này ráp bên kia lại là xong. Này là hàng mới ra băng nha cả nhà. Đây, tay Win Power 6000 đó. Đậu này em ru ha. Rồi.
con này thích hợp anh em câu câu tra, câu lục, câu này câu kia ha. 6 ngày thì câu được quá ngon rồi. Thế con này còn rất là đẹp nha cả nhà, nếu mà so với cái đời này là nó còn đẹp lắm rồi nha. Này nó vàng vàng rồi, nó bị tôm cái dầu cái mỡ gì trong cái máy ra. Tôm cái hơi dầu đó. Con này là mã 13, nặng 580 gram, giá 2,5 triệu bao ship nha cả nhà, giá rất là tốt cho con máy Twin này ha. Đây còn cái con Integra nãy nè, Integra này 5,000 so với con máy 6,000 nó tương đương nhau luôn, nó không có nhỏ hơn. Máy cuối cùng là con máy 14 cả nha. Con này thì anh em sưu tầm chơi được. Con Miller Power ha. S9000. Con này sẽ bật đạn nha cả nhà. Có một bật đạn hay hai bật đạn gì đó ha. Con này thì gần như mới tinh ha, không cày không gì luôn ha. Thì con này nó gần như mới tinh nè. Thì có cái chốt mà khóa cối nè. Buôn sống đi ra đầy đủ nha. Đó, này là khóa cối nè, khóa bật lên vậy là khóa cứng này luôn. Vậy là xả lại. Đó. Con này thì gần như mới tinh nè, không trầy không xước không gì nha cả nhà. Con này size lớn ha. Đây, con này size tới size 16-17 ngàn gì á. Đây con cước số 16 nó vô được 170 mét nha cả nhà. Mới tinh, nó toàn thân kim loại hết nha cả nhà, ở tại trái phải luôn nha. Còn này có chốt tắt tiếng kêu ở đây luôn nè. Đây nó không kêu. Bật vào đây kêu. Con này anh em về đi săn cá lớn hoặc là sưu tầm rồi chơi ha. Con máy nó chát, không trầy không xước không gì hết. Đổ tay trái phải bình thường như cả nhà. Đây, con máy 14 này là mã 14 này có nặng là 920 gram, có giá là 1,8 triệu bao ship nha cả nhà. Đây, mình vừa giới thiệu đến cả nhà lô máy 14 máy câu ha. Cả nhà với con máy là thì chốt qua số điện thoại hoặc là Zalo trực tiếp với mình nha cả nhà. Số điện thoại có để dưới phần tiêu đề ha. Rồi chúc cả nhà có nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại một video tiếp theo ha. Xin chào tạm biệt.